Sáng nay tại nhà Quốc hội, Phó Chủ tịch Quốc hội Thượng tướng Trần Quang Phương, trưởng ban chỉ đạo xây dựng đề án của Đảng đoàn Quốc hội về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng hiệu quả công tác dân nguyện của Quốc hội, chủ trì hội thảo về đổi mới công tác dân nguyện của Quốc hội. Trưởng ban dân nguyện Dương Thanh Bình, trưởng ban công tác đại biểu Nguyễn Thị Thanh đồng chủ trì hội thảo. Công tác dân nguyện là của cả hệ thống chính trị, trong đó các cơ quan dân cử, đại biểu dân cử có vai trò hết sức quan trọng. Quan điểm lấy dân làm gốc, xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân của Đảng và Nhà nước ta đã được quy định rõ trong hiến pháp và các văn bản luật. Tuy nhiên, hoạt động dân nguyện vẫn còn có những mặt tồn tại, hạn chế, bất cập về vị thế, thẩm quyền, phạm vi và điều kiện hoạt động. Theo các chuyên gia, để đẩy nhanh việc xây dựng Quốc hội chuyên nghiệp, phải đề cao cơ quan dân nguyện. Bây giờ mới chỉ có tổ chức cái việc mà tiếp công dân nhận đơn thư khiếu nại, tố cáo kiến nghị, phản ánh. Thế rồi chúng ta phân loại, chuyển ý kiến, vân vân ấy, thì nó như vậy là dân nguyện mới chỉ làm có mỗi một cái chức năng như vậy, chức năng thẩm quyền như vậy. Như vậy là hiện nay là đang rất nhỏ, rất hẹp, chưa tương xứng với lại Quốc hội là của nhân dân. Chưa có cái trình tự thủ tục và các cái cơ chế để mà xem xét cái vấn đề thỉnh nguyện, thỉnh cầu của người dân. Theo tiến sĩ Nguyễn Sĩ Dũng, trên thế giới có 4 mô hình cơ quan chuyên trách công tác dân nguyện của Quốc hội, nhưng theo tiêu chuẩn chung, 60% các nước là mô hình ủy ban dân nguyện của Quốc hội. Thứ nhất là ý chí chính trị. Nếu chúng ta thành lập ủy ban dân nguyện, phải có ý chí chính trị. Mà ý chí chính trị là của những người lãnh đạo, nếu không có ý chí chính trị là rất khó. Lập luận thứ hai, những thứ phải có phản ứng chính sách, thì ban dân nguyện không thể phản ứng nhanh bằng ủy ban dân nguyện được. Thì cái việc giám sát các cơ quan, các thiết chế của chính phủ để xử lý các vấn đề phản ứng chính sách nó sẽ tốt hơn. Đó là nó bảo đảm tính chính danh của hệ thống. Muốn đổi mới ủy ban dân nguyện, để thành lập ủy ban dân nguyện thì phải sửa luật tổ chức Quốc hội. Cái luật tổ chức Quốc hội nó phải sửa lại chức năng nhiệm vụ của các ủy ban. Ta phải đặt trong cái tổng thể như vậy thì lúc ấy chúng ta mới bàn đến câu chuyện ủy ban dân nguyện được. Để chúng ta có được một cái ủy ban chuyên trách chịu trách nhiệm chính về công tác dân nguyện. Tôi nói là chịu trách nhiệm chính về công tác dân nguyện, vì công tác dân nguyện là công tác của cả Quốc hội. Các đại biểu Quốc hội, các chuyên gia cũng cho rằng để nâng cao hiệu quả công tác dân nguyện, cần nâng cao hiệu quả tiếp xúc cử tri và quy chế hoạt động của đại biểu Quốc hội. Công tác dân nguyện là của cả Quốc hội, do đó cần nâng tầm hoạt động dân nguyện bằng việc xây dựng ủy ban dân nguyện của Quốc hội, để Quốc hội thực sự là của dân, do dân, vì dân, là cơ quan đại diện, đại biểu cao nhất của nhân dân.